Mến chào anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video này em xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một vị trí cực kỳ là đắc địa, view trực diện công viên 7 kỳ quan. Lô đất của chúng ta đã xuất hiện trên màn hình anh chị nhé. Từ căn nhà đo sang 5m và dài xuống phía sau là 24m. Tổng diện tích là 120m2, đất phun thổ cư, sổ hồng riêng, sở hữu lâu dài. Đối diện công viên và vị trí này là hướng chính đông rất là mát mẻ. Giá giảm chỉ còn 2 tỷ 450 triệu bao trọn gói sang tên. Những cô chú anh chị nào đã theo dõi những cái vị trí mà view công viên 7 kỳ quan, những cái năm thị trường ấm sốt thì anh chị thấy những vị trí này là 3 tỷ 2 đến 3 tỷ 4. Nhưng mà thời điểm hiện tại, chị chủ cần tiền cắt lỗ chỉ còn 2 tỷ 450 cho cái lô view công viên 7 kỳ quan anh chị nhé. Vị trí VIP nhất trong cái khu Phú Sinh này. 5 x 24 120m2 giảm chỉ còn 2 tỷ 450 triệu là bao sang tên. Anh chị quan tâm đến vị trí view 7 kỳ quan này thì hãy gọi cho em qua số hotline trên màn hình nhé.